Jacob bị lừa ở lễ cưới. Jacob bị cậu Laban lừa cưới cô Lea thay vì cô Rachel. Jacob chạy trốn anh Esau và đang trên đường đến nhà cậu Laban của mình ở Haran. Cậu cũng muốn kiếm một người vợ tại Bethel. Thiên Chúa nói với cậu trong một giấc mộng rằng người ở với cậu và mọi người sẽ được chúc phúc nhờ cậu và dòng dõi cậu. Khi đến gần Haran, cậu thấy một cái giếng. Trên miệng giếng có một tảng đá lớn và có ba đàn cừu đang ở gần đó. Jacob hỏi các người chăn cừu: các bạn từ đâu đến? Họ đáp: từ Haran. Các bạn có biết ông Laban không? Jacob hỏi họ: có, ông ấy vẫn bình an. Họ trả lời: kìa, cô Rachel con gái ông Laban đang đến với đàn cừu của ông ấy. Khi thấy Rachel con gái của cậu Laban đến, Jacob vần tảng đá khỏi miệng giếng rồi cho đàn cừu của Rachel uống. Cậu kể cho Rachel biết mình là ai, hôn cô rồi khóc lớn tiếng. Cô chạy về kể cho cha mình. Ông Laban mời Jacob ở lại nhà mình. Một tháng sau, Laban nói: vì cháu là cùng cốt nhục với cậu, cháu không thể phục vụ không công cho cậu. Cho cậu biết cháu muốn lãnh công bao nhiêu. Laban có hai con gái. Cô chị là Lea, cô em là Rachel. Jacob rất yêu Rachel nên nói: cháu sẽ làm không công cho cậu trong 7 năm, bù lại cậu gả cô em cho cháu. Thế là Jacob phục vụ 7 năm để cưới được Rachel. Nhưng 7 năm đối với cậu chỉ như là vài ngày vì cậu quá yêu Rachel. Hết 7 năm, Laban mở tiệc cưới. Nhưng thay vì cho cưới Rachel, ông lại cho cô Lea làm vợ Jacob. Mãi tận sáng hôm sau, Jacob mới biết người mình đã cưới là cô Lea chứ không phải Rachel. Jacob giận dữ đến gặp cậu Laban. Cậu đã làm gì vậy? Cháu đã phục vụ cậu 7 năm để lấy Rachel, đúng không? Sao cậu lại đánh lừa cháu? Laban giải thích: chúng ta ở đây không có tập tục gả cô em trước cô chị, nhưng cậu sẽ cho phép cháu cưới Rachel sau 7 năm phục vụ nữa. Jacob đồng ý. Rachel cũng trở thành vợ của Jacob, và Jacob làm thêm 7 năm nữa cho cậu Laban. Khi Chúa thấy Lea không được Jacob thương yêu, người ban cho bà 4 đứa con trai: Ruben, Simeon, Levi và Judah. Còn cô Rachel thì không có con.